Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn động cơ tạo hơi nước 12L. Đây các bạn thấy mình có một cái động cơ tạo hơi nước như này. Ở đây chúng ta có đường nguồn cho cái động cơ này. Đầu đường nguồn này thì chúng ta đã có sẵn một rác DC cái như này. Dây này chúng ta hoàn toàn là dây liền khối. Ở đây chúng ta còn có một cái đầu rác có thể dùng để chụp kín cái bình của chúng ta. Các bạn khoét một cái hốc cho các bạn luồn cái dây này qua đấy, sau các bạn đẩy cái này ra thì nó sẽ kín cái phần bình nước của chúng ta đấy. Thì đầu rác này, cái động cơ tạo hơi nước này thì chúng ta sẽ sử dụng với nguồn 24V. Đây mình khuyên dùng các bạn nên dùng nguồn 24V 2A để đảm bảo cái sự ổn định và cái tuổi thọ cho cả động cơ và cả cái nguồn adapter của chúng ta. Thì đầu rác 5501 này từ adapter thì các bạn chỉ việc cắm thẳng vào với động cơ thôi. Đây, đây thì động cơ này chúng ta sẽ có một đầu tạo xương siêu âm ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có một viền 12 led với đầy đủ các loại màu sắc, trông rất là bắt mắt nếu như mà khi thắp lên. Như ở đoạn đầu video các bạn đã thấy đây thì chúng ta có thể sử dụng cái này như một cái máy, một cái bình phun xương siêu âm, và cũng có thể sử dụng nó như là một cái đèn ngủ vào ban đêm. Các bạn có thể để phun xương vào ban đêm và đồng thời sử dụng nó làm đèn ngủ luôn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn qua các bạn một chút về cách sử dụng của cái động cơ tạo hơi nước này. Đây thì ở đây mình không được khéo tay cho lắm nên là mình cắt tạm một chai nước ngọt đã hết ra để mình đựng nước. Đây thì các bạn sẽ cho nước vào trong bình của chúng ta này. Đây các bạn có thể kiếm những cái bình thủy tinh đẹp đẹp một chút để cho nó thẩm mỹ. Đấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần là nhúng cái động cơ tạo hơi nước của chúng ta vào với cái nước ở trong bình và để cho nó ngập xuống khoảng từ 2 đến 3 cm là được. Đấy, các bạn chú ý là cái mực nước này nó phải ngập từ 2 đến 3 cm thì lúc đấy cái công suất mắc của cái động cơ tạo hơi nước này. Đấy, thì sau đây mình sẽ cấp nguồn 24V vào để cho nó tạo nước. Đây các bạn thấy là động cơ chúng ta chạy vào đã bắt đầu tạo ra hơi nước ở bên trong. Đây các bạn thấy chúng ta có đèn rất là nhiều màu đúng không? Cái đèn này sẽ tự động đổi. Đây mình sẽ tắt điện đi để cho bạn xem. Rất là lung linh đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng nó vừa để phun sương vào buổi tối, các bạn có thể sử dụng nó như đèn ngủ, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng nó để trang trí cho bể cá này mình. Các bạn có thể nhúng cái này vào. Đấy, phun sương, vừa để phun sương bằng nước từ bể cá luôn và vừa để trang trí cho bể cá cũng rất là đẹp. Ở đây thì mình như đầu video các bạn đã thấy thì mình sẽ dùng thêm một cái quạt. Ở đây mình có chuẩn bị một cái quạt tán nhiệt 12V luôn. Đấy, thì mình sẽ đặt chụp lên đây. Đấy, sau đây mình sẽ cấp nguồn cho cái quạt. Đấy, thì cái quạt này sẽ hút cái hơi nước từ bên trong cái bộ tạo xương của chúng ta và phun ra bên ngoài. Đây các bạn có thể xem này. À, mình sẽ cấp nguồn. Đấy, các bạn thấy là hơi nước chúng ta phun lên rất là mạnh đúng không ạ? Thì đây các bạn hãy xem là đây là cách đơn giản nhất để các bạn có thể tạo ra một bộ tạo xương thôi. Còn nếu như mà các bạn có thời gian hoặc là các bạn có đủ dụng cụ thì các bạn có thể chế cái bộ này. Thì với cái bộ thiết bị này thì nó có thể giúp các bạn giải nhiệt phần nào đó trong mùa hè nắng nóng này. Trên đây là video giới thiệu về động cơ tạo hơi nước 12L của nhóm review. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.